để chào tất cả để cô chú anh chị em đã quay trở lại về kênh Chính Phúc của Phương Phạm. Và hôm nay lên sóng với tất cả quý khách hàng thì em tổng hợp lại hai cái mẫu xào xẻ ở bên nhà em đang cung cấp ra thị trường và được khách hàng đánh giá quá trời là ok. Đối với dòng sản phẩm ngày hôm nay đó chính là hai mẫu xào xẻ hai bên tay em đây. Một mẫu đó chính là xào V kép gọi là xào song song và một mẫu đó là V đơn. Đối với dòng sản phẩm này các bác có thể quan sát ở mẫu thứ nhất đây. Hàng này là hàng V kép hay còn gọi là cần song song cũng là nó. Đối với dòng sản phẩm này các bác nhìn này. Về chất liệu của nó thì em cũng đã nói rất là chi tiết ở các video khác rồi, toàn bộ chất liệu full inox cho mọi người luôn. Và hàng này thì anh em này, nhìn này, từng mối hàn này, quá trời chắc chắn và dày dặn luôn, em quan sát kỹ giúp em này. Đó, các con ốc này, đó, tất cả các mối chấm mối hàn đều là chấm inox hết. Chỉ mỗi cái là anh em ạ, những cái con ốc và con lăm đen này là không có chất liệu inox đâu, nó chỉ có làm sắt thôi. Em nói rất rõ nhá, mẫu này thì anh em yên tâm, cái khoảng cách từ đây cho tới đây thì vừa chim đậu cành trên và đậu lá cành dưới. Đó, khoảng cách của nó là bao nhiêu ạ? Chỉ có 9cm thôi. Đối với dòng sản phẩm, cách khoảng cách của nó là 9cm, khoảng cách này nhá, 9 phân anh em nhá. Cho nên là khi chim đậu cành trên sẽ chạm cầm vào cành dưới luôn. Đó, cho nên thì để bắt chim hầu như là không có. Đó, và cái mẫu xào này em bán được quá trời là nhiều này. Đây là mẫu xào này chuyên dùng anh em chúng ta đánh kinh tế và đánh chuyên nghiệp lâu năm rồi. Thì các bác sẽ lựa chọn dòng sản phẩm này. Và chuyển theo một cái mẫu nữa, đó là mẫu này cũng rất là hot hit trên thị trường. Tất cả các hàng này full inox và đều được bọc chống giật khi đến tay anh em. Đó anh em nhá, hàng này bọc chống giật hết rồi nha anh em nhá. Đó, và đế của nó này đều có cái miếng cao su chống tét đầu hết cho anh em luôn. Anh em yên tâm nhá. Và hàng này của nó là hàng V đơn. Đó, hàng này thì nó nhẹ nhàng hơn. Các bác nào mới vào nghề chúng ta sử dụng dòng sản phẩm này thì nó sẽ hợp lý hơn này. Hàng toàn bộ cũng hàng long đen hết, cho nên là anh em có thể đút vào ống nhựa. Đó, nhất là cái loại ống mà ống nước nhựa thì thứ hai ấy, anh em đút là vừa, chúng ta vận chuyển không lo dính keo và thành ống các bác nha. Đó, và hàng này thì luôn luôn sẵn kho số lượng quá trời là lớn luôn, chuẩn bị vào mùa xẻ rồi, anh em còn trần gì nữa, không vào shop ủng hộ cho em phải không ạ? Và tiện đây thì chúc sức khỏe tất cả cô chú anh chị em chúng ta mua sắm vui vẻ, và chúc riêng các anh đam mê và thành công hơn nữa nha. Hẹn các bác ở video lần sau.